Chuyện thứ 24: Phương pháp nhẫn nhục. Giữa rừng núi âm u, nơi miền Thất Sơn hùng vĩ, mỗi khi khách du hành để chân bước đến, ai cũng cảm thấy trong lòng thanh thoát và tin rằng nơi đây có những điều rất thiêng liêng, huyền bí. Ông Nguyễn Văn Phẩm, người quê ở Cao Lãnh, nay thuộc Kiến Phong, bởi sớm nhận ra cảnh đời đầy đau khổ, vạn vật vốn vô thường, nên ông tách rời gia đình, tìm đến Thiên Cẩm Sơn, núi Cấm, để lo bề tu tâm dưỡng tánh. Sau khi viếng qua các thắng cảnh, ông Phẩm dừng chân tại Đá Dựng, cùng một vài bạn đạo lo việc tu hành. Một buổi chiều tà, mây trắng tỏa trùm cả rặng cây vách đá, gió thu thổi nhẹ nhẹ, làm mát dịu lòng người. Ông Phẩm ra đứng trước cửa điện hóng mát, mắt đăm chiêu theo con đường xuống núi. Bỗng thấy một đoàn người từ phía chân núi tiến lên. Khi tiến lại gần, ông Phẩm thấy người đi trước dẫn đường độ tuổi 20, tướng mạo cao ráo, trông ra dáng khoan nhã, da trắng, mặt hồng đỏ, lộ đầy vẻ trang nghiêm, khí phách. Người ấy chính là Đức Huỳnh giáo chủ. Còn 5 người đi sau là tín đồ của ngài. Qua lời chào hỏi, ông Phẩm bắt đầu thầm kính Đức Thầy. Hôm ấy, đoàn người nghỉ đêm tại đây. Sau thời cúng tối, Đức Thầy ngồi lại thuyết pháp cho mọi người cùng nghe. Trong thời pháp ấy, Đức Thầy nói rất nhiều, nhưng ông Phẩm còn nhớ được một câu của ngài khuyên: các ông tu hành nên trừ được tánh nóng giận mới mong có kết quả. Đoạn rồi ngài đặt câu hỏi: nếu ai đem đến cho mình một món quà mà mình một mực khước từ, thì họ phải làm sao? Ai nấy không hiểu ý như thế nào, nên đều lặng thinh hết. Ngài bèn nói tiếp: nếu mình không nhận lãnh, thì họ phải đem về. Cũng như thế đó, nếu có người dùng lời bất nhã hoặc nặng nhẹ đối với mình mà mình vẫn nhẫn được, trong lòng không có chút sân hận, tức bao nhiêu nghiệp quả đó người dùng lời nặng nhẹ kia phải mang. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Phẩm. Luận giải: hơn 25 thế kỷ trước đây, Đức Thích Ca Mâu Ni suốt 49 năm trụ thế Hoằng Pháp Độ Sanh, ngài cũng thường đem pháp nhẫn mà dạy đời, vì đó là một trong 6 chiếc đò lục độ. Lục độ tức là 6 pháp tu căn bản của người học Phật để giải thoát mọi khổ ách, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, là đại chu thoàn đưa người tu từ bờ mê sang bờ giác. Tu có khi có phải dùng nhiều môn quyền, thật, đốn, tiệm, nhưng lúc nào pháp nhẫn cũng được coi là pháp tu tối thiết yếu. Đức Phật, chư Tổ cũng như Đức Thầy đều không ngớt lời khuyên dạy: ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Trích trong quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ. Ngài còn biết tánh sân hận là một tai hại không nhỏ, như là cơn giận làm sao cho con người cuồng trí, mất sự tự chủ, trở nên dữ dằn, bạo tợn, chẳng còn nghĩ được phải quấy, tốt xấu, vì lửa sân thiêu đốt cả rừng công đức. Nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh, công đức chi sơn. Và bài kệ: nhẫn nhục đệ nhất đạo, tiên tu trừ ngã nhân, sự lai vô sở thụ, tức chân bồ đề thân. Trích kệ của thiền sư Huệ Hải. Người tu hành dù nhiều năm khổ hạnh, nhưng nếu không trừ được tánh nóng giận của mình thì đường tu khó mong đạt thành sở nguyện. Như ông Uất Đầu Lan Phất đã dày công tu tập chứng đến ngũ thông, nhưng không diệt được tánh sân nên phải đầu sanh vào đường ác. Ta hãy nghe lời phán dạy nhẫn nhục của Đức Tôn Sư. Chữ nhẫn hòa
đệ đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Trích trong quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ. Nếu chúng ta cố gắng vâng theo lời phán dạy của Ngài, thì có lo chi không được hưởng đời chân hạnh phúc. Ha ha ha,